Ok, hôm lên em. Hôm nay thì chơi thử con mà con phone này thôi. Con này có tên là Vương Triều Sụp Đổ, một con game indie mà mới ra mắt trên Steam vào tối qua. Thì anh em thấy là có một chút tiến độ đó. Cái này là cái bản nó đồng bộ với cái save demo luôn. Còn đây 1.6 thì thằng để tôi nó chơi trước rồi. Thì bây giờ tôi cũng chơi thử rồi. Này, game này thì mới ra nhưng mà sáng nay thì vẫn chưa thấy có gắt. Mặc dù game cũng khá là hot đó. Và tôi nghĩ là vài ngày nữa thì nó cũng sẽ là có bản thuốc thôi. Có điều bản này thằng đệ tôi nó nói hơi ít mà mình hơi ít content chơi vô lắm. Nên bây giờ chơi thử coi nó nhiều. Dùng thương với con rùa hả? Cái thử thách đầu tiên là thương với con rùa. Chơi biến dị không ta? Cái trên cái feed này á. Anh em để ý mấy cái feed nào. Là khi mình chọn nó thì nó sẽ boost cho mình. Còn cái biến dị này thì mấy con quái nó sẽ biến dị hơn. Một cái quay là nó sẽ có 6 cái thử thách như vậy. Mình đạt được cái thử thách nào á thì nó sẽ lên đây hết. Đó. Mình đạt được cái thử thách nào thì nó sẽ lưu vô đây. Như một cái thành tựu vậy. Thì hiện tại tôi chưa biết nó là gì. Cái mà option kế bên có cái lâu đài thì sẽ được nâng cấp. Vì chọn này sẽ được chọn sớm khi đầu game. Cái này thì tôi chưa có biết, thấy nó mới lắm. Đầu bí ngô gì. Cái khu vườn của mình thì sẽ được thêm nhiều máu hơn, cũng như là nhiều kinh nghiệm hơn. Không, hồi phục nhanh hơn vào mỗi tối. Lâu đài thì nhiều máu hơn, tên bắn nhanh hơn. Cái này được nè. Nên lấy cái này hay cái giáp mà. Chắc không cần giáp đâu, đi chơi cung đi. Tại yêu cầu ở đây nó có cái hành động là không dùng cung. Biến gì luôn không? Địch thì nó rất ít vàng hơn. Thôi. Không đâu. Tôi là thích kinh tế lắm. Không chơi đó đâu. Rồi. Ok vô thôi. 16 vàng. Tôi đang xài cung hay thương đó. Như là cung. Xài cái nhà chính trước. Còn lại 7 tiền. Nâng cái nhà chính luôn. Đây là level 1 nhà tự nâng cấp lên level 2. Nếu có thể cộng 50 máu cho nhân vật của mình. Cái này tôi nhớ trong bản demo có mà ta. Còn cái thứ ba này là cái chaining với assassin nhé. Nếu loại trừ với quân địch bằng vũ khí của mình với cái kỹ năng đặc biệt trong khi mà nó đang cooldown gì đó thì cái đợt cooldown nó sẽ được giảm trừ. Còn lại 6 tiền. Cái này là cái gì? Không, xây nhà dân nhé. Mình chọn cái nội tại mà nâng cái kia lên mà. Đi, nó mở cái nữa ở đây nè. Trên đó cũng xây được luôn rồi. Dưới này có đường nữa nè. Xây được cái gạo trắng. Bên trái thì trống lỏng à. Rồi, ngồi quái rồi. Tôi từ tôi. Xạ thủ đây. Hết in gần á. Sợ hiu hiu gì đó. Đam mình yếu quá à. Chết rồi chết rồi. Nó đánh vô cái nhà luôn rồi. Bây giờ hên là nâng cái nhà chính nữa. Sắp to rồi anh em ơi. Đánh đạo này à. Đừng đánh nhà. Ok, vẫn sống qua con nước này. Cái nhà này có chí ít là sao ta? Mình được có 5 tiền à. Hết tiền luôn rồi. Rồi ơi, bắn con này không thấm luôn rồi. Hơi to rồi. Còn rồi.
Lo làm kinh tế mà không lo xây dựng là nói gì nè. Đấy chưa, chưa chưa chưa. Vẫn còn chấm máu. Vẫn sống qua cơn nước này. Chúng ta có 11 tiền. Quái nó ra ở đâu? Trên này à? Trên với dưới luôn. Phải phòng thủ thôi. Nỏ thì bắn cái khoảng cách rất là xa. Trong biên đặng. Nếu phòng thủ từ xa, chọn này đi. Thêm cái trụ phòng thủ nữa. Tuần sau sẽ nâng cái nhà dân lên. Rồi, ok. Thiết định gần dân là trước. Cái bán đảo cái gì? Dạ, chết chết chết. Không ổn rồi anh em ơi. Lũng tiền. Vẫn sống, vẫn sống. Tiếp tục xây em cái nhà dân nữa mới được. Rồi quái nó ra đường trên luôn kìa. Cái này mỏ vàng với cái nhà dân hả? Xây nhà dân ở đây hồi nó đập cái gì không? Cái ba ga này sẽ gây đam cho làm chậm thôi, nó cũng ngon lắm nhá, nhưng mà tôi cần lính hơn. Chủ này bắn tới không? Rồi quái quái ra được rồi. Này quái bay hay quái đi bộ vậy ta? Hình như đi bộ hay gì. Thì ở đây bắn được, chủ dưới bắn được luôn. Cũng đỡ. Vậy không sao rồi, thủ khỏe rồi. Cho nó đi trên ta, không đi dưới. Trời, nó chém mình vài cái sắp chết luôn rồi. Cái tường ở đó cũng lợi phết á. Rồi banh mẹ chủ cho anh luôn ấy vậy. Không sao, đi được tới đây là thú được rồi. Dê 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 dê. Mấy gạo đầu nó cho mình làm kinh tế nên thủ được. Này 20 tiền á, nâng luôn ta. Nhà chính nó gánh tèm lắm. Mình có thể hiêu đồng minh được cái ao ga xung quanh là unit thì sẽ nhận lệnh nhanh hơn. Đam đầu ga thì đang 30%. Cái này đi. Tìm cái chuộng đó. Rồi, gạo sau bắt đầu làm kinh tế nếu như thủ rồi được. Gạo này thì nó đi con đường mà. Chủ bắn rồi, khiếp. Mấy ông nội lính cung thì ở trên nhà giùm con cái đi. Trời, nó nổ cái mình nữa cây. Chạy 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 chạy. Rồi, nó nổ cái muốn bể ra thành luôn. Giờ nó nổ cái mình đi luôn á.
rồi rồi, không sao, chết rồi chết rồi chết rồi, lấy thân che đạn, chấm máu, vẫn sống vẫn sống, tiền cơ, thêm cái nhà dân nữa, tại mỗi giao mình được tự động nâng cái nhà dân lên gấp 2. Giao này nó chỉ đi đường trên thôi, đi có cối xe gió nè. Tăng thêm một được kiếp gấp nữa, sẽ tăng thêm cái lượng thu nhập thêm cho mình. Mew thì sẽ nổ ra một cái khu vực xung quanh gây đam cái diện tích đó, thì cái lượng đam với mà bán kính nổ nó sẽ tăng theo mỗi lần mình đúc gấp. Thì con này để anti mấy quái bay, tôi nghĩ chắc làm cái bom nổ đi. Ủa lỡ nâng hai lần luôn rồi, quái ra đường trên mình đi nâng ở dưới, điên thiệt. Đây có cái ba cái nhà nhà dân, nâng lính là nó đi hai đường nữa, thì xây được cái nhà dân nữa rồi. Ok mấy ông bắn súng ở nhà giùm con đấy, không đông quá vậy, bắn 4 phát mới chết nữa, chơi 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 chơi. Tôi nghĩ vẫn thủ khỏe thôi, cái tường này chắc nên nâng cái nữa quá. Mấy gạo đầu nó yếu quá, với chị tranh thủ làm kinh tế rồi. Chúng ta đã vào 34 tiền rồi, quái nó đi đường dưới à, xây cái trụ thôi, nâng cái này nữa không, 2 tiền lên 6 tiền mỗi ngày cũng được. Nhà chính hết nâng cấp được rồi, chắc xây tù. Để đem cái chạy lính, chạy này là lính cận chiến hả, vui tăng có cái tường này chắc không cần phải tăng nhiều quá đâu. Chơi con này đi, rồi ra đây đứng đây luôn, đây có một cái trụ bên này lại trụ. Mình này chắc linh cung, đứng đây được, đứng đây có gì bắn dưới được. Chủ chủ nhà dân còn 13 tiền hả, bên này chủ này xây được luôn nào, đây xây này đi. Làm tiền trước rồi, ok dưới này còn xây được cái gì nữa nào, rồi hết rồi quên đó. Nó nổ chết ông ơi, lùi lại rồi đi luôn rồi. Thì nó có còn lính tăng dẫn nữa kìa, lên mình mỏng manh yếu đúng không. Ủa sống là ngay đây chứ không phải sống là trong thành hả, nó nổ banh tường luôn,
Mấy anh trên kia đứng thảnh thơi quá, nhảy xuống giúp ấy. Vội vãi mấy ông cốc đứng tỉnh gì vui luôn. Rồi nó tán mình hai cái à. Chưa sao. Toàn hơi toàn tí thôi. Cái này hết năng được rồi. Có chứa ít luôn rồi. Nhà dân đó hả? Giờ quái nó đi trên, tập trung xuống trên đó. Như này vì cái trụ có xe gió nó bể à. Đây xảy gì? Cái tường bà đồng nó không sao, quốc luộc mười lăm tiền hơi phí. Sẽ được gì nữa không ta? 16 tiền vừa đủ nâng cái nhà đến, nâng luôn. Mười sáu mà nâng lên nó có thêm có hai ba quân nữa. Đó, mấy lính này tự biết nó đi trên. Khỏe nhẹ nhàng luôn thì đường trên này vẫn còn. Con này phá tường hơi bị chậm, không sao. Ba mươi lăm thành kỵ sĩ hướng trên, mỗi đường 35 thành kỵ sĩ. Bên đây xây cái nhà cái nào. Ủa đây có cái mỏ vàng đó. Tường, cái tường ở đó ngon nè. Cái tường ở đây chắc ngon á. Đây thêm một cái hàng rào nữa. Bên này là lính. Tăng đi. Đây cối xe gió, cối xe gió nữa, ba cái cối xe gió luôn. Tôi nghĩ là tập trung phòng thủ trên đây là ngon hơn. 7 tiền, ngày 5 tiền. Ôi vãi, đi trên đường hết kìa. À không, nó kẹt cái đó. Rồi tính đâu nó đi vô đó được. Vô được luôn kìa. Về nhà coi cái này sao rồi. Hép, hép, hép. Để nó phá ruộng. Phá ruộng mất tiền đó.
Đi ở dưới thì giờ nó mới vô. Ôi chết rồi. Phải cái nhà. Còn mỗi cái nhà chủ không à. Rồi lỗ sạch tiền luôn rồi. Rồi rồi nó đông rồi. Đây chỉ có chủ với chủ thôi. Đầu đường quá. Nhà tàn cửa nát. Nó đi có một cửa với đường trên thôi. Bị dắt hết lính luôn. Con này là tay dài hay tay ngắn vậy ta? Rồi ok hết chưa? Lên đây làm kinh tế. Trên này có cái gì xây được nữa nè. Trên này nó có cái chấm nè, sao lên đó ta? Tranh thủ luôn, không có ai mình làm kinh tế chứ. Còn 3 tiền xây được một cái trụ nữa. Hàng rào dưới đó không cần. Cái đó 4 tiền luôn ta. Cái này cũng 4 nữa, trụ đạn đó. Cái này thì 5. Để xây được cái méo gì nữa đâu. Xây đây thì phí, thôi để 3 tiền ở đây. Mình sẽ tự thủ đường trên. Đường dưới cho lính mình nó làm. Đường trên có mấy con quái đâu không à, nó chỉ chạy nhanh thôi, mấy con này yếu lắm. Rồi xuống dưới đây, để trên có cái trụ thủ được. Rồi thủ nhẹ nè. Từ dưới này to nó nhanh mà. Trên xong rồi. Thì cứ nó có máy bắn đá kìa. Thủ tiên này mới được. Bơm mày bơm hả? Hơi toàn tí nhưng không sao. 15 thằng lính chì, mấy con máy lính bay. Cái trên này sang sao ta? Ủa? Bị lắc hay gì? Cái trên này nè. Lăm tiền. Mát trên này luôn. Một cái lửa đây. Tốc độ bắn chậm. Tập trung vào mấy con lính cứng. Đó, 12 con này. Kinh tế vĩ mô. Ủa
Cái này 5 cái mà cái này nó 7 cái là sao? Hình như cái này nãy nâng cấp khác. Khoan khoan khoan. Lính bên đây đi qua bển giùm cái. Bên trên này thủ đi cho nó chắc. Dưới có mấy con lòi nhòi nữa rồi. Con kia đi nhanh quá ha. Ở trong nhà. Nó đánh gì mạnh dữ vậy đó. Rồi to hết rồi. To hết rồi, gia tài của tôi. Nổ, nổ đi, nổ đi. Rồi. Lên nhanh, hộ giá. Còn nhà nào gửi nhà đấy. Mười hai con này nó kinh quá. Nãy xài lầm là đáng lẽ xài cái trụ lửa ngay đây nè. Wow, quay này quay cuối hay gì? Cũng nổi không đây. Này mát rồi. Chỗ này là toàn hết khu chơi này nên không cứu chữa được đâu. 32 tiền, nặng hết luôn. Còn là vô trụ. Nghĩ nâng cái trụ này nó ngon hơn. Một trụ cuối cùng, cái trụ này đi. Trụ này đi. Rồi, cầu trời không phạt đi. Sống sót qua đêm nay chúng ta xin đỉnh vinh quang. Mấy mày chạy lỏn ở trên đi ta. Chạy ra chọt cái gì vô. Ủa sao thấy em đẹp quá vậy? Phải lính mình nó càng lên tới bảnh luôn, nó chặn cửa luôn. Mấy lính máu chiến vậy thì ra con nào đã đập nó luôn rồi. Bên kia cánh kia sao rồi, cánh phía trên cũng thủ ngon nữa, mang này đứng yên luôn. Cánh trên này quá ngon luôn rồi. Cùng đi lùi vô, cùng đứng đây đây. Có vẻ dễ dễ sao á, hay quay này chưa phải quay cuối thôi. Bên này thủng nè mấy bạn ơi. Thì có xe bắn đá. Hai xe bắn đá luôn. Không, con này bắn cung sao phá được xe bắn đá nó nổi.
Không, thủ nhẹ nhàng luôn á. Lính mình còn quá đông luôn. Nó đứng chơi luôn rồi. Cánh trên này thì to tí thôi. Bơm rồi, lấy thân mình gián đạn. Quá nhẹ nhàng. Hay là còn mấy quay nữa thôi, quay này nó mới khởi động thôi. Sáng rồi. Đủ win luôn rồi. Tiền một đống tiền của tôi 5.000. Lên được cái gì đây? Trọng kiếm Heavy World. Tốc độ nó không chậm nhưng mà gây đam lan mạnh khi mà đối đầu với một bầy đàn. Hồi máu sẽ nhanh hơn. Cái kế nữa là cái gì đây? Không coi được. Đạt được hai cái nữa thấy không? Tướng mình rồi. Nãy bị gì chọn luôn gắn rồi. Nhẹ nhàng quá. Rồi đi thôi. Qua map mới, map tiếp. Đương nhiên là chọn kiếm rồi. Trọng kiếm chắc phải xài giáp đó. Lấy hai cái này đi. Bốn tiền. Ủa? Cái nhà thợ rèn nhà nó mới hay gì đây? Để trong này đầu tiên có 7 con à. Đâu nha, vô đây cho chủ quán tiếp. Lên nhà 97 tiền rồi. Thiếu tiền rồi. 17 con. Cái con mắt đó là cái gì ta? Bảy con nó gì vậy? Cái này là dạng như cái câu cá vậy đó. Thay vì mình xây mấy cái kia thì cái này là cái câu cá. Ba tiền sắt xây một cái trụ thủ. Tôi nghĩ cái trụ bên đây ngon không? Rồi quạt cái này. Cũng chết luôn. Nhẹ nhàng. Có trọng kiếm thì rất là nhẹ nhàng luôn. Gì đó hả? Rồi biết gì không xây trụ xây nhà dân rồi. Bốn con lính cung bên trái. Sao mọi chuyện có vẻ nhẹ nhàng quá vậy đó. Thiếu tiền rồi. Cảm giác nó bắn hơi đau á. Nửa cây nè. Mấy con này không phải bắn cung thường đâu. Bắn đau lắm. Rồi lên quảng mình bay màu luôn.
mình là tướng chiến thôi nha, chưa có bất cứ cái mà bất cứ lính nào luôn. Để nó đập nhà dân mất 2 tiền. Đánh đâu nè, đừng có đánh nha, giết tôi đi. Vô cùng thương tiếc báo tin. Nó có cái hình vuông rồi là gì vậy ta? Nằm cái trụ này cho chắc ăn. 7 là tiền, tự tin nói không? Xe này như cái xe công thành nhé. Không sao, vẫn thủ được nhẹ nhàng. Trụ này bắn ngon à. Đi, bên đây có đường nữa nè. Bến cảng, một vàng mỗi ngày. Lính cận chiến. Ở vàng, nhà dân. Ủa, nhà này hết nâng cấp được rồi. Này cận chiến đi, bên đây xây được luôn nè. Ủa, bên này làm gì đồ phòng thủ không vậy? Tiền giao sao mà có tiền là xây tiếp cái bến cảng nữa. Chết cha rồi, lính bay rồi. Trời ơi, bắn được không sao. Tiền nước đã lụm được không? Ờ được được. Nhẹ nhàng luôn. Góc trái dưới ở góc đó thì nó đi đường nào vô đó? Hai đường lắm. Chỗ này thì đi đường nào vô? Rồi tiền trước đã. Rồi quên nâng cái nhà lên cấp ta. Hối hận quá. Bên đó thì điên nào ta? Rồi, nắp tiền, chính thức phá sản. Tướng tá gì đơn thân đập mã. Ơi ơi, đau 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 ơi. Vãi đái đó. Điên nào vậy? Ừ, điên này đi. Điên này có mấy cái trụ đó. Mấy lính cục bắn đầu á. Phải bắn mấy lính cục trước mới được. Solo một bộ máy.
À, nó ôm cua vô đó. Không đánh mình luôn. Phá chủ đó hả? Thôi, xong, đơn giản. Nâng nhà chính. Đụng đồng xu bây giờ cho anh. Máu đi, máu đi. Có xây được cái hàng rào không? Ủa? Đây xây được cái phòng thủ luôn nè. Phải. Chỗ này có biến gì một hồi nó quái ra đó hay gì á. Thì nó đánh cái nhà cản của mình. Đỉnh rồi nè mấy ông ơi. Rồi con mẹ ơi, không thủ được rồi. Còn sao nhà chính mình bắn kinh lắm. Bể mẹ cản này cay kìa. Ủa còn nữa hả? Không, dưới này không sao. Dưới này bể bể, cũng đâu có làm kinh tế được mẹ đâu. Nặng quá chạy không nổi đâu. Nó bị bể là nó không có tiền. Thì có hàng rào không? Có gì đây? Kháng 30% đến xa. Cái này là nâng cấp thôi. Cái này đi, mấy cung nó mạnh lắm. Này luôn. Bắn cho nó xa vô. Thường tăng. Bây giờ mình có đi bên đây nữa, bên nào cũng có cho nó. Không được, ở đây em chủ. Này tính cận chiến, quay này đéo tác dụng. Hàng rào đéo tác dụng luôn. Xây cái nhà dân để chơi không? Đi đây cái bên cảng nữa. Rồi đến bay rồi thôi, mình không thấy dụng mẹ gì hết. Đến bay thì cái thành của mình nó tự lo được luôn. Rồi bể bên cảng rồi. Mấy ông cóc này đi ra đánh. Ủa mấy ông này cũng cận chiến nè. Trời ơi, nó phá nhà luôn. Má những con mối cho thiền à. Cái nhà này xây ra là nó làm bia thôi. Có 32 tiền, quái nó đi đường dưới. Nó mới xây chỗ này không? Mỏ vàng giờ xây xong nó cũng bể rồi.
bể hết khu dưới cũng không sao. Đây bay. Rồi, thủ đó nha. Còn 6 tiền làm gì giờ? Cái trụ này thì vô dụng, mấy cái trụ này bên đây thì vô dụng rồi. Nó điền dưới không ta? Nâng cái nhà lính, nâng cái nhà dân thì tuôn sao nó lỗ. Xây đáy này đi. Phí tiền mà nó cũng tăng được chút. Đào nào. Con trụ đó bắn được 4-5 cái chắc còn quá. Đi bên này nè, mấy ông nổi ơi. Xây cái trụ ngu rồi. Xây cái trụ ngu rồi. Lính đâu ra đây? Đi ốc sau lưng nó đi. Ừ, nó quay lại kìa, nó quay lại kìa. Thôi rồi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Nó xây cái trụ cho nó đúng ngu luôn. Cái cảng lại bể nữa. Đến đây nè, đến người nè. Không sao, nhà chính mình mạnh lắm. Đừng đừng có đánh cãi chính người nè. Vũ đạn nha nó. Mấy lính của mình đấu trên ta. Nó vô nó càng banh nhỏ trên mấy lính nó tiêu trên. Bà nó chưa đập thằng gạo luôn, đâm trụ luôn, cây cứu rồi. Toàn dân toàn quân theo anh. Phí biết nhiêu tiền vậy? Hẹn cái bến cảng bên này nè. Cứ ra là vỡ rồi. Thôi đứng trong thành mẹ đi. Đừng đi ra ngoài. Con này hay hơn con Minigap định cái gì? Minigap ra gần đó. Nữa rồi, nữa rồi, nữa lũ đạn nó bay. Rồi đừng có đánh nhà mấy ông ơi. Nó cái gì nghiên cứu của mình.
Hết chưa? Tiền. Wow, giờ nó ra đông nha. Chín tiền để nâng cấp hả? Tôi thấy tăng thêm binh lực nó ngon hơn. Hết tiền rồi. Cửa đã lo được rồi, mình đi thôi. Cửa nam này chắc cũng lo được rồi. Ủa, cửa đông này á, bắt đầu cảm nhận thấy nó trâu hơn thấy gõ luôn. Rồi nữa thì nó qua cái nhà bánh rồi. Không, tụi bay bị ngứa cái nhà này á, sắp chết rồi. Anh em thấy lãnh đạo nào mà vì cái bến cảng của người dân mà phải lao ra trận chiến sắp chết luôn không? Này thú ngon rồi, đi thôi. Bên đó cũng ngon ngẻ luôn rồi. Mới thấy cái bên cảng nó còn à. Ok, nhẹ nhàng. Chúng ta đã có tiền, ăn lính lên. Cái chấm hỏi này cái méo gì, giữa sông luôn nè, sông nắng vụ này đi. Giữa sông để đi nào vô ta, đừng nói đi thẳng đường cái bến cảng này của mình vô là chết nha. Khí gán vậy, nâng trụ đi. Nó có số 1 à, nên sẽ nâng cái trụ bắn gây đâm. Đi cái gì nữa nè, được lên cái trụ nữa. Nâng thẳng luôn. Trụ này hợp với trụ nữa hơn. Hết tiền rồi. Mười sáu tiền, đợt sau mình nâng nhà lính. Nhà dân của mình còn có 5 nhà luôn. Tiếp cái vụ nó đi. Thôi, cái bên đây đi. 3 dấu chấm hỏi luôn, mà có một con à. Con đéo gì Kagen à, 13 trên 13 luôn nè. Ôi vãi lũ đạn, bể luôn cái bến cảng này. Cái gì đây, 2, 4, 6, 8, 9, mát. Nó đẻ con nữa kìa.
tưởng nó chính mạng như con mèo nữa. Mày chạy đâu, mày chạy đâu? Rồi nó đẻ lên bển rồi. Về 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 về. Bữa nay xong rồi. Đứng trên đó tỉnh queo vậy. Ủa, nó tự mất máu hả? À không, có trụ bắn, trụ này bắn rất mạnh luôn. Hết cái bên cạn bản tới cái mỏ vàng mình đây, bởi liên tục luôn. Lấy cái gì nâng cái trụ này lên chu lửa. Rồi bên này ổn rồi. Nó còn 6 hộp nữa lận. Nhưng mà tình hình này thì mới bể cái trụ à, vẫn thủ được chưa sao. Trụ này mạnh nè, gán thủ trụ này. Dạ đau 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 đau. Nó còn 5 hộp. Vãi chỗ này hơi đông. Nhưng mà chắc vẫn thủ được thôi. Cái ba cái A này của mình nâng còn thiếu ngày nữa vậy. Bây giờ có anh Ti mình mới chạy ra mình chém cái, còn lại không chém ra luôn. Chết rồi, nó thủng vô nhà. Còn 4 máu nữa. Thôi rồi. Còn rồi. Không nghĩ là sẽ gặp boss trong game này luôn. Lại, món nợ này tôi sẽ phải trả. Không, để nhận kinh nghiệm cái. Mười ba quay phải không? Hay 12 quay. Nó còn 3 máu. Nãy ý đi quá, không nâng cấp. Này là cái gì? Cúp đát cho cái cối xì gió. Đeo tác dụng. Thiếu chút xíu. Phân lô bán nền gì nè, công nghệ lỗi nè. Còn thiếu phản chính dục. Chơi lên quay đầu nữa đi. Để xong rồi ghi mắt. Đâu rồi, chơi lên quay đầu thôi thì ghi mắt đâu. Tôi vẫn thích cái này hơn, cái này nó bắn được ngon hơn, nhiều máu hơn nhưng chậm về đêm. Mình lúc đầu cũng cần phải đánh. Ở trên giao đầu đi, mở cái kế nữa thì sao? Phản chập điểm không à, chậm đẹp. Phản chậm ép thì được. Không có cái điểm mà giáp nặng á thì khó đánh lắm.
Này phải tối ưu kinh tế mới được. Rồi đủ 100 mép chưa? 100 mép luôn. Rồi giờ bỏ cuộc được không đó? Đó đó đó, tường nhà hàng gạo sẽ nhiều máu hơn. Nhưng mà mất một điểm hả? Ủa quay ra làm sao? Đây. Cái này rất là ngon nè. Hay là bỏ cái giáp nặng luôn nha. Bỏ cái giáp nặng thì mấy quay đầu khó lắm. Mấy cái quay làm tiền kinh tế ban đầu của mình á. Bắn được tên lửa và cái tầm xa hơn. Cái thành thì bỏ không được. Thử bỏ cái giáp nặng ra coi. Nó gạo quá nó đập mình chết tươi luôn rồi báo nữa. Thời đàn tí thôi vẫn còn thủ được. Lấy ngắn nuôi dài. Giờ sao nó gán lên cái nhà chính. Rồi xong luôn. Quanh hết luôn. Ngủ đạn cho nó. Rồi to cái nhà dân rồi. Còn bể nhà. Mất 2 tiền, mất 1 tiền. Không đam mình yếu lắm. Đau đau đau. Rồi chết luôn. Nhà chủ gán bắn đi. Đừng để nó bắn nhà dân mất 1 tiền đó. Rồi mất 1 tiền rồi. Không không chưa chưa chưa. Cái nhà để ngọn máu. Kiếp lính nó bắn còn khủng mà. 45 con này là tôi thấy tôi đéo đỡ nổi nữa. Bù lại cái điểm kia thì cái trụ mình nó trâu hơn cũng đỡ. Vẫn làm tiền được. Cái trụ vẫn còn không? Không có xây cái cảng đây sớm nữa đâu. Chưa xây được hàng gạo đây đó.
Trụ dưới này bắn tới rồi, phí quá. Không lấy điểm giáp nặng nó phạt vài cái muốn chết. Xin bày. Cái mỏ đúng rồi, có cái mỏ vàng đây. Đến bay thì mình trả được tích sự gì hết. Tiền rớt ngoài này lấy được không trời? Tuy vừa đủ 20 tiền. Hiệu do lính đồng minh xung quanh. Đánh trường kỳ thì cái này tôi thấy nó ngon hơn á. Còn đánh cá nhân thì vẫn là cái này. Giờ mình không có giáp nặng nên thấy nghi nghi sao á. Lần này tôi sẽ nâng lính, tôi chọn cái thứ ba này. Rồi 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 ngồi luôn. Nên con xe đi sau rồi, xe đi sau không sao. Mấy lính này vô hết một. Rồi quá đau luôn á. Mỏ vàng mới đây xây đây à. Không sao, mình chết thì vẫn còn mấy này bắn được. Khá là nhẹ nhàng. Lụm tiền. Mấy con lính mà cung nó mạnh quá. Mấy con này ra bắn tiếp đi chứ. Tiền ở đây đầu tư nhà đây, nhà này dễ làm kinh tế hơn. Mình không đánh được nhiều nữa rồi, cái nhà này bắt đầu cái chuỗi ngày trường kỳ. Cái nhà bên đây ra như cái bị bông như nó. Mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây.
Linh bay ở linh bay thì méo cần mấy cái đó, bay chỉ cần trụ thôi, méo cần hàng rào luôn, này đến cận chiến méo cần luôn. Đánh cung cần nhỏ đi, chỗ này đánh tầm gần lắm, đây có cái cảng hút luôn. Hai tiền nhà dân quầy chính rồi đó hả? Đường này thủ này đâu, nó đánh bể mẹ cản rồi, tụi mày thù với cảng biển nhà tao à, cảng nhà nước, cảng nước nữa. Bán nó chưa? Giao này giao làm tiền thôi. Năm tiền đó mình nâng 1, 2, 3 cái này. Thủ nó vậy không biết điên nào á, má quên cái trụ này nữa rồi. Vẫn thủ được bên đây không sao, sợ nãy đi ra đánh cái cảng mình đó. Cũng nhẹ nhàng xong chưa, bên kia vẫn còn đó hả? Thôi đóng xe không đá luôn. Đánh vô mấy cái này kêu tùng tùng. Ê, ê đừng có phá mỗi dạng nổi ơi. Đứng. Trời ơi, một hit nữa bể rồi.
Vậy chưa xong nữa. Ơi ông nội còn con xe nữa. Lĩnh già chờ nó để nó phá mỏ vàng bây giờ. Ok, ngon nghẻ. Này đây. Tám tiền nó tính tính nó ngon hơn. Đi kéo mấy con lính thùng mình đây qua luôn tối ưu. Này để bể tiếp 11 rồi, còn 2 gao nữa chuẩn bị. Tập trung nâng tường thành và trụ. Ưu tiên cái trụ này em trụ lửa. Ủa trụ này em trụ lửa. Hả nó chết. Chỉ nâng cái tường vào nữa. Xong rồi. Xong chưa? Đủ đạn đó nó. Mình méo cái đâm luôn. Rồi bể cái nhà vàng tiếp rồi. Mang lính nó đeo ra tiếp mình luôn. Rồi rồi nó cắn rồi. Chưa, giao nữa mới bắt đầu quá mạnh kìa. Bốn tiền này mà nâng hai cái nhà dân thì nó rất là lỗ luôn nha. Tại vì nâng hai nhà dân mà còn có một gao nữa, nó chỉ đem lại cho mình 2 tiền thôi. Sao đợt này thấy nghèo hơn nãy nữa đó. Chắc do phòng thủ nhiều quá nên yếu về kinh tế. Giờ sau hy vọng được mấy cái chủ cấp 3. Đợt này làm kinh tế thua hồi nãy à. Rồi rồi. Mấy con thiên dương trì này ở đây rồi. Vô bông vụ nữa.
viện binh qua đây. Đúng là mấy cái tụi mình nó trâu dữ thiệt. Đừng đánh nhà này nha. Cái hàng rào mát này á, không đó lẫn trụ này hình chống tăng luôn. Cái trụ này cũng sẽ hình chống tăng luôn. Rồi. Mình nâng chủ chứ không nâng lính nữa. Lính này tăng chỉ có 10 máu thì không nhiều hết. Mười lăm xây xong còn lại 6. Trụ lửa đây. Trụ lửa ở đây thì không biết nó đánh được không. Trụ lửa thì đây vẫn ngon hơn, nhưng mà ở đây nó nằm sâu trong đường thành. Đây là trụ bắn đơn thôi. Này đi. Này luôn trụ lửa. 6 tiền chứ xây hai cái trụ dưới này rồi xong. Rồi. Mình chỉ hồi máu lính thôi. Ôi, nó thả một lần một đống luôn. Hey. Mạng đối mạng luôn, một mạng mình với mạng đó. Nó ăn rồi kìa trời. Phải dọn cái khu này mới được. Chém cái nữa đi. Rồi quên ăn cái tượng này. Đó lính trong gà đó. Ê ê ê. Chưa bể công trình gì quan trọng. Không, cửa dưới thủ được, thủ cửa trên này thôi. Lính á, thì cái nhà lính mình nó tự sinh ra nên không có sợ lỗ. Tức là lính vẫn có thể chết được. Nhưng mà công trình này mà vỡ một cái là tí nữa to. Như cái trụ này à. Trụ này mai nãy nâng cái trụ tăng á. Mà không ai đánh con này hết. Cái trụ cùi bắp bên đây nó vẫn sống luôn. Đợt này khá quan hơn nãy, chưa công trình quan trọng mà nằm xuống. Cái bên cảng này bể. Lính cung ở trong nhà dùng cái không anh.
lính cung phải lao ra như tăng cơ chứ. Thủ trong bỏ ngoài cũng được đó. Chỗ này cũng cứng lắm. Bên đây sao? Bên đây tạm ổn. Quái nó còn 5 máu, bắn quái nào. Nó tự mất máu, nó tự đẻ con là mất máu, không cần đánh nó. Rồi. Bên này chắc vẫn thủ được, tường vẫn còn dày lắm. Rồi nữa anh. Bể hai cái trụ này là to rồi. Rồi nó càng vô luôn rồi. Đó. Bây giờ đập bể nhà dân cũng được đó. Nhà dân có vỡ cũng không sao. Nó thả quá cho ảnh trời. Rồi bể cái trụ đó. Bể nhà lính này nó là to à. Hộ giá, hộ giá, hộ giá nha chết. Rồi con quái vật nó bò vô tới đó. Gà sắp to rồi. Nó chơi nó công trực diện vô sao đỡ ta. Đó. Đánh người nè. Rồi xong. Người đi trước nhà đi sau. Phone phone. Này là gì? Úp đất mới cho lính cung. Khoảng là 200 điểm nữa được cái kỵ sĩ rồi. Chỉ là vừa vừa nâng lính vừa nâng thành cũng hết ta. Bỏ luôn cái nhà chủ của mình. Thua hai lần là cây cú dữ lắm nha. Mà không lấy cái điểm này là chút nữa nó thả vô vậy là bế luôn. Ủa cái năng lính nãy tự động vậy không sao. Đọc lại lần nữa nghỉ. Cây cú dữ lắm. Bây giờ mình sẽ ưu tiên nâng lính nhiều hơn.
Sao nó không cho nhà lính lên ta? Nãy nó ra nó cạp mình nghe chết mà, rồi rút kinh nghiệm. Tiếp theo là xây cái cảng biển ở đây được á. Nhà chính này. Chiến thuật này không được nữa thì đồ mối chơi đổi chiến thuật thôi. Bắn đầu mày bắn ai, mày bắn ai, vẫn còn tạm ổn về kinh tế. Giờ lúc nâng hải trụ lên lính đi trước cho nó bắn lính, đừng bắn cái xe. Rồi, chết hết lính rồi. Solo mày, solo mày. Nhưng lính bay này thì đâu mấy trụ này thôi. Xây bên cảng tuần sau thì nâng nhà chính thức. Mình chỉ có 10 cái nhà này lên được cấp 2 là tối đa thôi. Mình sẽ tối ưu kinh tế gì đó. Chưa nâng nhà chính được, nâng cái phòng thủ rồi. Không xây được hàng rào đó. Xây ví dụ đây nữa.
Rồi một hết luôn. Cái gì lính yếu dữ vậy? Nhìn lính người ta bắn ham không? Ấy da, ấy da. Phá nhà vàng rồi. Ở nhà này nó ngồi đó. Mang lính của mình kia nó không qua đây đâu. Rồi để mẹ cái nhà cảng biển luôn. Rồi còn có lũ đạn đó. Rồi không cần mấy lính cung đâu. Nhà chủ mình nó bắn công nghiệp không nhá. Trời ơi, nổi cục giờ đi tới đâu bây giờ. Hai chục tiền. Mười tiền xây nhà dân. Ê, thằng gạo chi? Mình còn khoảng 2-3 gao nữa thôi. Trời này đéo xài cái này tới đây nữa đâu. Đéo nào nó cũng bể cho. Nó một con tàu mà. Bể nhà này nữa. Bỏ con bay vô đánh cái bể. Vừa bể luôn.
kinh tế khởi sắc thì sẽ xây thêm một cái vùng ở đây nữa. Cái trụ này thôi, chắc thành cái trụ tăng và trụ lửa. Để coi quái nó đi đường dân không. Nó tự điên dưới không ta? Tự điên dưới luôn. Phải điên nào cũng được. Không quan tâm. Rồi ra đi. Bên này chắc thủ ổn. Thôi bãi đi. Đúng một phít. Rồi hai cái trụ nó bắn vô xe không mặc hàng gì. Giờ mới tỉnh vậy à? Vô tới đây rồi chết nó. Chết xe này là xong vậy. Mấy ông nội Hunter này yếu quá rồi. Đi. Bể cái nhà vàng thôi. Bên kia làm sao ta? Kia xong hết rồi. Lính đâu qua đây. Một cái map mà phải chơi đến 3 lần mới qua được. Chưa qua được nữa chứ. Tôi chưa chắc lần này qua được đâu. Nâng cái trụ nào làm trụ lửa bây giờ. Không biết trụ lửa trong đây nó ra không. Thử cái trụ lửa ngoài này. Rồi lại đánh lên cái nhà này với tôi chứ rồi. Thằng bày nữa. Nếu như cái trụ này hình trụ lửa hiệu quả hơn, đam nó AOE hơn, nhưng mà nó không có tăng được. Nếu như ở đây nó tăng được lâu thì cầu kéo cho mấy thằng này bắn. Đó, bể hai nhà luôn. Ba nhà luôn. Biết gì kéo mấy lính cung bên kia qua. Để mất tao cũng tiền này. Nhà bể thì tuần sau mình không có tiền. Còn đâu nữa mà đứng hoài vậy. Thôi ơi, không nổi. Đưa cho chủ bắn lại đi. Ngày mấy người ta nâng nữa được không?
một cái hàng rào là hết tiền. Mình phạt cái vòng tròn cái cũng mất máu rồi, nó cá cá nè. Tuần sau năng chủ mấy năng tiên tiên trì này xây kinh quá. Chồng nó bên này bán ngon rồi, nói chung thủ ổn rồi đó, thì vọng đợt này qua được. Chị quân xuống bớt đi, cảnh hải chủ lo được rồi. Bắn vô xe nha, bộ mình bộ thùng rỗng mà kêu to lắm. Đâu chưa nữa, chắc lại có vài con đi lạc nữa thôi. Nào rồi, mấy anh thiên nhiên chị vẫn còn đang say rồi. Cuối chưa? Cuối đó. Cái thành mát rồi nè. Chủ này chu tăng đi. Thành chủ gì ta, bỏ tạm chủ này chủ lửa. Chưa thiếu cái nhà lính này nữa trời. Không, nhà lính giờ xây ở đây muộn rồi, thiếu ngày để nâng cấp lựu đạn cho nó. Bắn thì rất là chậm luôn, nhưng mà một hit là một mạng. Mình chắc đang lệnh dù lửa thôi. Nó đi rồi dưới này quên á. Để quân mình nó tản tản ra nó được. Tôi cảm giác mình đánh nó cũng mạnh mạnh ta. Wow, cái này cũng đông hết á. Rồi dòng ở đây luôn, dòng ở luôn, đừng có đi ngược ta. Mình đánh nó thì nó đẻ trứng chậm hơn, nó không có đẻ nhiều nữa. Tay thì để cửa tay nó lo, mình lo hướng nam rồi. Thì nãy giờ với cửa đồng bên này thì tính
lính ở xa nó có cái lợi, ở xa khi chết á, lính dùng đó nó hồi ra nó đi ra luôn. Đến lúc này không cung á, không cung đi xuống. Bữa nay vẫn còn, vẫn còn có 6 máu rồi. Xây nó mới ăn thêm dung trì. Rồi, bắt đầu về thủ thành rồi đó. Tuần sau nó sẽ công vô đây. Đợt này thì biết cái đường của boss này giống mà mấy game Soul Line, một kill boss. Ăn hành nhiều biết rồi con boss nó làm gì mình biết trước đi. Chủ nữa đây có bộ hiệu quả. Rồi còn 4 máu rồi, để gieo luôn. Hai chủ nữa là hai vị trí mà tọa lạc ở đây là chấn phái luôn. Thôi nãy gì chơi yếu quá không biết. Giờ duy sức lo cầu rồi. Đúng là thuộc kill boss cái mọi thứ nó khác. Giờ nó đâm vô đây chưa? Rồi về thủ thành anh em ơi. Bào máu nó như cái máy luôn. Ê, 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 ê. Chưa kịp đẻ luôn. Lính nó mạnh hơn chủ rồi. Mình gần như là không bể cái chủ nào luôn á, chứ đừng có nói là cái đó. Bây giờ chính nó bắn rồi. Đúng là hai trụ lửa đây là chứng phái rồi, gần như qua màn. Dễ 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 dễ. Rồi, bay màu đi bạn ơi. Đi đâu vậy mấy con cóc này? Xong rồi. Rồi đầu hàng đi bay. AK đi. Rồi nó chơi nó đâm lén nhà chính rồi. Khi mà tên bạn vô quá nhiều về tiền nữa. Bạn sẽ chơi một chiếc thượng ta đâm lén nhưng nó không hiệu quả. Bạo đi, mày bạo đi. Thì thành rất sắc đó. Chấp luôn cái nhà này chưa nâng cấp xong nữa. Tôi đi. Rồi chúng ta kết thúc bản này giáp xếp tại đây nha. 3 lần ăn hành, quá tam 3 bận, chúng ta đã vượt qua nghịch cảnh. Đính thì sẽ chen nhanh hơn. Đó, cái nhà này sẽ cho nhiều kinh nghiệm hơn nè. Hồi nãy là chen cái rau cuối chen vô xong á. Rồi thì sẽ cửa nhanh hơn, giờ đi thêm một vài đao. Cái này là nâng cấp biến dị mới thôi. Rồi coi như là hoàn thành con game ở đây. Thì bán Ali Upset nó chỉ có là thêm hai map mới. Một map sa mạc với map bên tiết. Thì tương lai tôi nghĩ con game này có thời gian phát triển, Adept sẽ xây thêm rất nhiều map dựa trên cái nền tảng có sẵn này rồi. Thực ra họ đã xây được cái bay game như thế này rồi đó. Bắt game như thế này rồi thì phát triển nó ra rất là đơn giản luôn. Gần như là chỉ cần sáng tạo nội dung chứ bỏ qua cái giai đoạn mà giai đoạn gọi là công thức mà thiết kế đó. Thiết kế màn chơi, xây dựng đồ họa hay giao diện hút rồi nè, hay tối ưu cái thứ mà đã hoàn thành hết rồi. Bây giờ còn lại là công việc sáng tạo và phát triển thôi. Game này cũng khá rẻ trên Steam. Anh em nào mà không biết sao mà chưa có thuốc nữa. Thì lúc nó ra mắt vào tối qua thì tôi cũng tranh thủ coi mà dạo dạo coi con Bandugate mang nó ra. Thì cũng chưa thấy thuốc con game này. Anh em nào giá game cũng rẻ đó. Sau cái đoạn Ali Upset thì tôi nghĩ nó sẽ tăng giá. Nên giờ anh em có thể là gom game được rồi. Game rất là đáng chơi nha. Dù bản Ali Upset thôi nhé. Rồi, bye bye anh em.